À, đã định không nói về ông Thích Minh Tuệ nữa, nhưng mà mẹ bực quá lại phải nói. Bởi vì có hai cái ý kiến, một là có một số kẻ nói rằng ông Thích Minh Tuệ này là phá đạo Phật. Thì tao cũng nói với chúng mày là như này thôi, đéo lịch sử của chúng mày nữa. Ít mẹ bây giờ người ta làm cái đéo gì mà chúng mày bảo phá đạo Phật hả? Thế là đạo Phật của chúng mày là cái gì? Là thích cúng dường, thích cúng nhà, thích cúng xe, thích cúng tiền hả? Những cái thằng mà trong chúng mày là đạo Phật là những cái thằng nói rằng coi càng cúng dường càng nhiều càng tốt, à bán cả nhà đi mà cúng. À thì ông ấy là ông Thích Minh Tuệ, ông trái ngược lại với cái những cái điều đó nên chúng mày bảo là phá đạo Phật đúng không? Thế còn mà cái con gì Azina Phương Trinh mà bảo là ông ấy là sư phách với cả vi phạm pháp luật đấy, thì tao nói mày như này này, thế nào là sư phách hả? Ông có nhận ông là sư đéo đâu mà ông mày bảo ông là sư phách. Là cái nhất. Cái thứ hai là tu ấy, thì làm gì có cái quy định nào là phải vào chùa mới được đi tu, phải được giáo hội công nhận mới là mới 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 được đi tu. Ít mẹ người ta tu thì người ta tu có cái cách tu của người ta tu theo Đức Phật. Đức Phật là tối cao rồi đúng không? Thế thì người ta cần đéo thì coi phải vào chùa. Thế rồi mày lại còn bảo là người ta vi phạm pháp luật mà cần phải xử lý. Xã hội này ấy, chỉ cần phải xử lý là người phải xử lý là chính là cái con mà mặc quần áo xuyên thấu với cả coi nhà lút run rồi nói bậy nói bạ gọi là nữ hoàng thị phi ấy, nhá. Thế nên chúng mày ấy, tao đã đéo muốn nói rồi nhưng mà bớt đi. Mẹ coi nhà xàm xí nó vừa thôi.